đó đó, mọi người thấy không? Ở cái tuổi này con ham chơi đủ thứ. Gần đây mình lại quan tâm đến việc cho con học tiếng Anh nên khá lo lắng. Không biết con có chịu học không? Và khi ngồi học con có tiếp thu được lượng kiến thức cần thiết hay không? May mắn thế nào mà mình lại biết đến khóa học tiếng Anh online này, đáp ứng đủ mọi yêu cầu như mong muốn của mình muốn dành cho con. Kina English là một khóa học tiếng Anh siêu chất lượng luôn mọi người ạ. Không phải tự nhiên mà mình tâm đắc với khóa học này đâu, bởi vì nó có rất là nhiều điều khiến mình phải cho con mình học ở đây đấy. Còn chất lượng như thế nào, hiệu quả ra làm sao thì bây giờ mọi người cùng mình tìm hiểu thêm một vài thông tin nhé. Kina English không phải một khóa học tiếng Anh online bình thường mà là học tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên cực giỏi luôn nha mọi người. Lợi ích của cách học này không nói có lẽ mọi người cũng thấy được là hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc học đông bạn học sinh. Giáo viên có thể nắm được điểm mạnh, điểm yếu của con, qua đó bồi dưỡng cho con kỹ hơn về những thứ con còn yếu và phát huy tốt những mặt con trội hơn. Mình thấy việc học 1 kèm 1 rất phù hợp với con vì có thể học theo tốc độ riêng của con. Hơn nữa, trước khi học con được kiểm tra đầu vào đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nên con được đánh giá đúng năng lực và sẽ có lộ trình học phù hợp cho con. Quá tuyệt luôn mọi người ạ. Và bình thường việc học 1 kèm 1 như thế này thì vô cùng tốn kém, nhưng với khóa học Kina English, ba mẹ chỉ cần bỏ từ 520 cành một tháng là con có thể được theo học rồi. Giáo viên ở Kina thì chuyên dạy online và đều có chứng chỉ quốc tế, có nhiều kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt là rất yêu thích trẻ em luôn. Điều này rất là quan trọng vì sẽ đem đến tinh thần học tốt hơn cho con đó mọi người ạ. Thời lượng học thì rất là vừa vặn, 25 phút trên một buổi đối với các bé nhỏ và 45 phút trên một buổi đối với các bé lớn hơn. Hơn nữa thời gian học cũng vô cùng thoải mái, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối ba mẹ có thể tùy chọn thời gian cho con học nhá. Một điều rất là xịn sò nữa của khóa học Kina English 1 kèm 1 là ba mẹ có thể quan sát quá trình học của con bằng cách xem lại bảng ghi hình của từng buổi học, xem nhận xét của thầy cô để biết con mạnh yếu mặt nào, cần cải thiện những gì và xem bài tập về nhà cần làm những gì để nhắc nhở con làm bài tập. Có quá nhiều điều để phải đưa ra lựa chọn, đấy là Kina English luôn đồng hành trong quá trình học tập và cải thiện trình độ tiếng Anh của con. Yên tâm luôn mọi người ha. Nếu mà ba mẹ cảm thấy không yên tâm thì Kina English có cam kết trên hợp đồng bằng giấy trắng mực đen cho mọi người, cam kết sẽ hoàn lại chi phí nếu mà học viên không có tiến bộ đấy ạ. Ba mẹ nào quan tâm đến khóa học của Kina English, mọi người có thể lên Facebook gõ Kina English 1 kèm 1 là nó sẽ ra nha. Mọi người có thể để lại thông tin, các bạn trợ giảng sẽ liên hệ để tư vấn cho mọi người nhé.